lượt trận thứ hai của kéo co nữ giữa đội Bát Mặt đội Sơn Cẩm nhé mọi người nhá. Tay về đây. Xếp thêm bắn Việt Nam bên này. Đi dưới cô lên. Chào quan chị ơi, chị ơi. Đi đây, đi đây. Ra ngoài thế đây em ơi. Ra ngoài thế đây. Đây là đội bán mọt quê mình nhá mọi người nhá. Thank you.
Chúng ta đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước đội nữ của sông Cẩm nhá mọi người nhá. Đây đây là đội các con nữ của xã chúng ta mọi người. Đây. Mọi người đó rất cố gắng rồi. Đây là ván hoa nhạc trời lên lươn được nữa hả? Ván hoa nhạc trời lên lươn được nữa hả? Đây mọi người ạ. Lãnh đạo đi và cô dạy cho chị em đi. Lên nước cho uống nhá.